Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhưng giá quýt đường vẫn ở ngưỡng chưa đến 10.000 đồng một kg, so với năm ngoái đã giảm hơn một nửa. Nhiều người trồng quýt mong chờ đến Tết giá quýt sẽ tăng. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Dòng Riềng. Năm 2017, ông Nguyễn Văn Đến, ngụ ấp Dinh Bắc, xã Ngọc Thuận, huyện Dòng Riềng, mạnh dạn chuyển đổi 14 công đất vườn tạp và trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây quýt đường. Được sự hỗ trợ vốn của ngân hàng chính sách, ông vay 100 triệu đồng đầu tư hệ thống phun thuốc và tưới nước tự động điều khiển từ xa, giúp tiết kiệm chi phí. Cùng với sự cần cù chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên vườn quýt của ông luôn đạt năng suất, chất lượng và cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Những năm trước đây thì cái mô hình trồng quýt chú rất hiệu quả. Cán bộ phía nông cũng có xuống để hướng dẫn kỹ thuật cho chú. Là cái dịch bệnh Covid cũng ảnh hưởng biến động thị trường thì giá quýt nó cũng có giảm một phần. Hiệu quả kinh tế 2 năm thì cho trái thì giá cả nó cũng được lợi nhuận được 50% so với cùng thời điểm đó. Thì năm nay là kể cả giá cả nó không có bệnh dịch, rồi thương lái không có tới qua vườn mua, rồi cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Thế nhưng năm nay, hơn 2.500 gốc quýt đường trên 4 năm tuổi của ông Đến sẽ thu hoạch rộ trong dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng nguồn thu nhập thì không được như kỳ vọng. Ông cho biết vụ quýt năm trước, cũng vào thời điểm này, giá quýt đường khoảng 21.000 đồng một ký. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu tiêu thụ giảm. Nên đến thời điểm này, giá chỉ dao động trên dưới 10.000 đồng một ký, giảm hơn phân nửa so với năm ngoái. Thì bây giờ cũng mong muốn chính quyền địa phương, các cấp ban ngành cũng ủng hộ cho gia đình tôi là số tiền vay lãi suất của nhà nước. Thì có thể là cũng mong là giảm lãi suất giùm tiếp tôi. Là người mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, tuy nhiên do năm nay giá quýt giảm mạnh, nguồn thu vì thế cũng giảm theo và kế hoạch lập vườn du lịch sinh thái của ông Đến sẽ phải hoãn lại. Từ nay đến Tết, nếu giá quýt đường không tăng, thì những người trồng quýt như ông Đến sẽ lo nhiều hơn khi Tết đến xuân về.